belong to you. Chào các bạn, hôm nay mình có làm một cái mạch TDA 2003. Đây là một con IC, nó có thể chạy công suất từ 10W trở xuống, và các bạn có thể chạy loa 5W, 6W, 7W là hay, là vừa tầm và hay. Ở trên mạng cũng có nhiều người lắp rồi, nhưng mỗi người thì quan trọng là lắp có dùng có được hay không, đó là do cái quan trọng là cái cách cân chỉnh. Thế thôi, còn cách lắp ráp thì cũng bình thường. Ở đây mình có luôn làm luôn cả sơ đồ các thứ và thiết kế luôn cả mạch luôn, nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ cắm nó trên cái bỏ bị mạch cho nó nhanh và diễn giải luôn. Nó sẽ chạy bằng nguồn 12V và dương nguồn mình sẽ đánh dấu là dương. Dương nguồn nó sẽ đi vào chân số 5. Và tại chân số 3 mình sẽ câu thẳng xuống mát. Mình sẽ câu thẳng chân số 3 xuống mát. Và chân số 2 mình sẽ câu nó ra một cái dây đồng. Và các bạn khi mà mình vẽ cái bút ở trên cái vỉ mạch đấy, cái bo nhựa đấy, thì chính là cái đường dây đồng nó sẽ chạy thẳng theo cái đường bút của mình. Và mình lấy một con tụ 470 microfarad cắm vào chân số 2, đầu dương quay về phía chân số 2. Nối tiếp với con tụ 470 microfarad, mình sẽ vẽ một cái vạch màu xanh và sẽ cắm vào đấy một con điện trở 10 ohm xuống mát. Con điện trở này các bạn nên lấy cái loại 0,5, lấy cái loại 1W. Nếu như cảm thấy nó nóng thì lấy cái loại 1W. Mà nếu không nóng thì con đấy thì lấy 0,5W thôi, không cần, lấy con trở bình thường thôi. Tiếp theo các bạn sẽ nối tiếp với cái con điện trở đó ở cái mối giữa tụ và con điện trở 10 ohm đấy. Các bạn sẽ nối thẳng ra một con điện trở 220 ohm, ra một cái đường khác, tức là các bạn sẽ chia ra ngã ba và nối con điện trở 220 ohm ra một cái đường khác và đấu thẳng vào chân số 4 của IC 2003. Và từ cái điểm đó, từ cái chân số 4 đó, các bạn sẽ đấu qua một con tụ 1000 microfarad, nhưng mà mình sẽ chưa cắm nó vào vội để cho dễ làm, thì mình sẽ câu tiếp. Từ sau con tụ 1000 microfarad đó, mình sẽ đấu với con tụ 104. Và ở đây thì tụ đó là tụ gốm, và các bạn có thể lấy bất kỳ, miễn là sao nó có số 104. Và sau con tụ 104 đó thì các bạn sẽ câu thẳng qua một con điện trở khoảng độ 20 cho đến 50 ohm xuống mát, và đầu trên chính là đầu ra loa. Tại chân số 1 mình sẽ vẽ ra tại một đường, và đó là cái đường tín hiệu vào, mình sẽ cắm con tụ 10 microfarad vào đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ lấy thêm một con tụ nữa, 1332G. Mình sẽ câu từ chân số 2 sang phía đầu chân số 4, đầu ra của con tụ. Sau đó thì mình sẽ cắm cái con tụ khóa 1000 microfarad vào, đó chính là con tụ chạy ra loa. Tiếp theo mình sẽ lấy một con tụ 471 hoặc là 112 cũng được,
mình sẽ câu từ bắt đầu từ sau con tụ hóa 10 microfarad đấy, mình sẽ câu thẳng xuống mát. Con tụ đó sẽ có nhiệm vụ chống ù. Bây giờ mình sẽ cắm loa vào tại hai cái điểm, một đường là mát và một đường là tại ngõ ra của con tụ 1000 microfarad. Và cái chiếc áp mà các bạn cắm vào đấy thì là đó là con VR50K, con biến trở 50K, và đầu tín hiệu các bạn sẽ chập hai đầu lại với nhau để cho nó khỏe, và một pha mát sẽ câu mát, còn hai đầu chập lại với nhau câu vào đầu con tụ 10 microfarad. Từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn, khi người yêu tôi khóc thành phố buồn. Sẵn đây thì mình có thiết kế luôn cái phần mềm cũng như là cái bo mạch của nó luôn cho các bạn. Bởi vì cái này nếu như các bạn dùng ạt quy thì nó sẽ rất là êm ngọt. Nhưng nếu các bạn dùng nguồn ATX thì nó sẽ bị nhiễu và rú ầm ầm. Cho nên phải thiết kế cái bo mạch làm sao đó cho nó thật là tốt. Ở đây mình có thiết kế cái bo mạch và nói chung là nó hơi chiếm diện tích một tí, tức là nó hơi to một tí. Tuy nhiên nó to nhưng nó sẽ được thiết kế theo cái cách của mình, đó là tốt nhất có thể để chống nhiễu và chống ù. Tất nhiên là nếu các bạn muốn chống nhiễu nữa thì các bạn phải nhốt nó vào trong cái hộp bằng sắt. Còn như thiết kế của mình đây thì mình đảm bảo với các bạn đây là thiết kế tốt nhất rồi, không không thể nào mà hơn được nữa, có nghĩa là chống nhiễu chống ù tốt nhất, cách xa phía sau con TDA 2003 một chút, và đường tín hiệu vào mình sẽ cách ly rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì mình đang còn thiếu một thứ, đó là cái chiết áp mà khi thiết kế mình đã quên khuấy đi. Và trên các cái giắc cắm thì mình có đánh dấu đường 12V, âm V, đường vào và đường ra. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy đăng ký để theo dõi tiếp theo những video của mình.